sao nhắn tanh vậy nè. Nè, kêu con Trăng xuất phụ dọn cơm đi. Nó là con dâu mà suốt ngày cứ ru rú ở trên lầu không. Mai ơi, Mai ơi, Trần nó có trên phòng không con? Dạ, cổ đi Long Hải vẽ tranh, do gấp quá cổ nhờ con xin phép. Ờ, rồi nó nói chừng nào nó về không? Dạ con cũng không biết. Hết chỗ nói rồi. Con gái con lứa gì mà chồng mới đi vắng là muốn đi đâu rồi đi à? Dạ chắc là nó công việc nó bận rộn, nó gấp gáp quá, nó không có về kịp á mẹ. Thôi con đừng có bao che cho nó, không biết gì cũng nói tầm bậy tầm bạ. Đúng rồi đó nội. Cái gì? Chẳng qua là bà coi thừa cái nhà này thôi, đến nội mà bà có coi ra cái giống gì đâu. Con à, lụa, con nói gì vậy con? Mẹ đừng có thiên vị nữa được không mẹ? Nè, anh nói gì kỳ cục vậy? Tại sao hả? Hễ cứ có chuyện gì là mẹ bao che cho bà à? Ờ, hay là mẹ thấy bà giàu có nên mẹ dễ dãi, để bà muốn làm gì bà làm, đúng không? Im đi, ăn nói hỗn sự. Em không có hỗn gì hết á, em chỉ nói sự thật thôi à. Được rồi, đã vậy á, từ nay về sau á, con muốn làm gì con làm, con muốn đi đâu thì đi, không thèm hỏi xin ai hết á. Im đi. Không ai được la con hết á nha. Đó, đó, thấy chưa? Cô thấy chưa? Cô dạy con dạy dâu vậy đó phải không? Bây giờ nó muốn làm loạn lên trong cái nhà này nè. Con không có làm loạn, con chỉ muốn là mẹ đừng thiên vị nữa thôi à. Con kỳ cô lụa, đừng có nói vậy mà con. Sao kỳ cục vậy? Rốt cuộc rồi cái vụ con Trân nó bỏ cái nhà này nó đi rồi có tính sao đây? Dạ, dạ con à... Ủa, nhà mình có chuyện gì vậy ạ? Thì bà Trân đó, bà bỏ đi Long Hải, đâu có thèm xin ai trong cái nhà này đâu. Trời ơi, không ngờ cái con nhỏ này càng ngày càng quá đáng. Ừ. Dạ, con định về hỏi nó cái chuyện này. Nhưng mà chắc cái kiểu này á là con phải cho cả nhà biết trước mới được. Gì? Chuyện gì vậy? Dạ, cái này là cái gì? Dạ, hình của cô Trân đó. Hồi sáng con vô tình lên mạng, con thấy mấy tấm hình này ở trong blog của một nhà thơ. Con thiệt là kỳ cục quá. À, dạ. Trời dạ, dạ không phải đâu cô. Con nghĩ à, nè. Cái người này nè, cái ông này nè, con biết mà là bạn thơ của cô Trân. Dạ. Bạn thân gì? Tâm. Kêu điện thoại kêu ba nó qua đây cho tôi. Mẹ à, bình tĩnh lại. Từ từ rồi nó về mình dạy dỗ nó mẹ à. Không cần. Cứ việc gọi ông qua đây để tôi biểu ông dạy con gái của ông lại. Mẹ, mẹ, từ từ bình tĩnh đi, đâu còn có đó, để rồi con nói với nó mà. Hello, mommy. Alo. Con Hai Long đây. À. Ơi trời ơi, con hả? Trời ơi, khỏe không con? Dạ, con bình thường. Mẹ khỏe không? Mẹ khỏe. Mẹ vẫn bình thường. Mẹ nhớ con lắm. Hả? Ừ, con đang lái xe hả? Dạ. Trời ơi, sao lâu quá không chịu gọi điện thoại về vậy con? Dạo này con hả? Quá. À, sắp tới con có người bạn về nước. Mẹ thích gì không con gửi luôn. Thôi khỏi. Con chỉ cần gửi cô dâu về cho mẹ là được rồi. Nhưng mà quà này khó gửi lắm mẹ ơi. Con có biết là em con đứa nào cũng có gia đình riêng rồi hết nếu không? Mà mẹ nôn nóng như vậy thì mày gửi ngược cô dâu qua cho con đi. Như vậy thì mai ra đó. Cái thằng cà rỡn hoài. Thôi thôi lái xe đi làm đi. Ừ mẹ cúp máy. Dạ ừ. Dạ. Đó là thằng Hai Long, con trai đầu của cô đó. Hồi còn nhỏ thì nó mới theo cô ruột đi xuất cảnh để đi du học đó mà con. Dạ. Rồi đi làm, rồi công chuyện lu bu, không có thì giờ về thăm cô. Lâu lắm mới về thăm một lần. Còn lại là cứ gọi điện, rồi cứ nói vậy thôi à. Ôi trời, vậy sao cô không gọi anh về đây luôn? Có mẹ có con như vậy đỡ nhớ hơn đó cô. Tính cô thì cô không muốn làm phiền đứa nào hết mà. Chỉ cần nghe tiếng nói của nó là cô cảm thấy vui rồi. Ủa,
Mẹ, ủa, cô Trân, thưa mẹ con mới về. Á, à, bà nội, thưa nội con mới về. Cô đi vậy đó hả? À, dạ dạ dạ, để con lên nói chị. Lâu cổ nó xuống đây cho tôi. Mẹ ơi mẹ, mẹ ngồi xuống đây đi mẹ. Mẹ bớt giận đi mẹ. Để con lên rồi con nói chuyện với nó nha mẹ. Cô mà cô dạy nó được đó hả? Thiệt là đẹp. Ôi, tác phẩm của tôi. Đẹp quá. Cô Trân, cô Trân. Ê chị Mai, coi nè. Đó, thấy chưa, đẹp không? À, tôi có một chuyến đi thoải mái đầu óc ghê vậy đó. Trời ơi, vẽ tranh nào ra tranh đó. Đẹp dễ sợ luôn nè, thấy không? Trời ơi, giờ này còn tranh ảnh cái gì nữa. Cô im lặng đi, nhỏ tiếng thôi. Chị này, lâu ngày á, tôi mới đi một chuyến đi thoải mái như vậy. Đừng làm tôi mất hứng nha. Trời ơi, cô ơi là cô, bây giờ không có lo tranh ảnh này nữa. Dẹp đi. Trời ơi, mệt quá. Bị khùng hả? Thôi nha. Hết cái bà nội cổ lỗ sĩ đó. Rồi hả, bà mẹ chồng quê mùa nữa. Thêm mấy bà chị dâu á, dữ dằn như vậy đó. Cô, tôi ở trong cái nhà này á, tôi không biết tôi bị điên luôn á. Ai vậy? Dạ, có việc gì không nội? Cô vô mời cô nữ sĩ nhà thơ ra cho bà già cổ lũ sĩ này nói chuyện. Dạ. Gì vậy? Đó, thấy chưa? Bây giờ bà nội mời cô xuống nói chuyện kìa. Đi thì đi. Bây giờ cô giỏi quá rồi. Cô không có coi ai ở trong cái nhà này ra gì hết. Dạ, con đâu có ý đó đâu nội. Trân có bao giờ nói vậy đâu nội. Nhiều khi cả nhà hiểu lầm chuyện của Trân thôi. Nhưng mà việc làm của Trân á, thì dễ bắt chước lắm mà nha. Đúng rồi đó. Mọi người hả mà bỏ qua dễ dàng cho chị Trân như vậy á, là mai mốt cô đi rong trò coi. Đó, cô thấy chưa? Cái nhà này bây giờ nó loạn lên gì cô? Cô có thấy hả làm hả dạ chưa? Cái nhà này á, loạn lên đâu liên quan tới con đâu. Con không có lỗi gì hết á. Im ngay. Con dám trả lời vậy đó hả? Trân à, con là con dâu ở trong nhà này thì phải biết cư xử cho đúng mực, cho đàng hoàng. Không phải muốn làm gì thì làm theo cái kiểu đó đâu. Ít nhất con cũng phải tôn trọng bà nội, tôn trọng mẹ. Hay là bây giờ con muốn mẹ mời ba con qua đây nói chuyện hả? Hoặc là mẹ sẽ điện thoại cho chồng con. À, dạ thôi. Sống trong đại gia đình thì phải biết hòa đồng chứ. Ăn theo thuở, ở theo thì. Nếu mà con cứ đặt cái tôi của con lên trên tất cả mọi người thì mẹ xin lỗi. Mẹ không chấp nhận một đứa con dâu như vậy. Con hiểu chưa? Dạ. Wow, đẹp quá. Em còn giận chị hả? Xin lỗi, tôi không dám. Em giận chị là đúng rồi. Cũng tại chị hèn quá. Phải chi nhà chị không có ăn nhờ ở đậu chỗ này thì chị đâu có bị người ta ức hiếp.
Là sao? Ai dám ăn hiếp chị? Trân à, không phải chị muốn chống đối em đâu, tại chị bị ép đó. Ai ép? Còn ai nữa? Bà nội chứ ai? Bà ghét em, cho nên bà muốn chị một hai phải chăm chọc em. Cái gì? Thiệt á hả? Ờ. Thì tại em cũng biết đó, bây giờ thì chị không có nhà, mà tiền bạc thì chị cũng không có dư giả gì. Ở đây á thì phải phụ thuộc vào bà nội, cho nên... Em hiểu rồi. Tất cả cũng tại bà già đó đó. Ừ. Bà lạc hậu, cổ lỗ quá rồi. Suốt ngày á cứ đem mấy cái bài lễ nghĩa lạc hậu ra để giảng đạo hoài. Ừ. Chứ cuộc sống bây giờ là phải như em mới đúng. Ừ. Chị nói thiệt á hả? Chứ sao, lúc nào á chị cũng muốn theo cách sống hiện đại, thoải mái, tự do như em hết đó. Nhưng mà chị cứ bị cái nhà này kềm hãm lại không à. Trời ơi, chị phải mạnh mẽ lên. Mình phải sống cho mình chứ sống cho ai, phải không? Chị biết, nhưng mà chị đâu có được như em đâu. Chị phải phụ thuộc vô cái nhà này. Phải chi em chịu đứng ra thay đổi cuộc sống tù túng của chị em mình hiện tại bây giờ thì hay biết mấy. Em á hả? Không còn em thì ai nữa. Em cứ mạnh dạn làm đi. Có chị với Lụa ủng hộ hết mình. Dù sao nó cũng quải cái nhà này lắm rồi. Được rồi, chị á cứ để cho em đi. Em á sẽ thay đổi cái nhà này, đổi mới triệt để luôn. Chị Thủy. Hử? Có gì á, lát nữa mẹ với bà nội mà về á, chị nói giùm em là em đi dự lễ ra mắt phim nha. Ra mắt phim hả? Đi lẹ đi rồi về ha. Dạ. Đúng là thua cái con nhỏ này luôn đó. Mới hôm bữa còn bị chửi lên chửi xuống, mà bây giờ tí tai tí tởn đi chơi rồi. Trời ơi chị ơi, nói làm gì có loại người không biết điều đó. Nhưng mà dù gì á thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Nó đâu phải ỷ vào muốn làm gì thì làm đâu. Mà nè, lại đây. Chị nghi lắm đó nha. Nghi gì? Con Trân nó có bồ đó. Cái gì? Bà ngoại tình à? Úi, em làm gì em la lớn như vậy? Bộ hay ho lắm sao? Cả xóm biết sao? Ờ, nhưng mà... Ủa, chị có chắc không vậy? Chị mới nghi vấn thôi. Mà em thấy đó, chồng nó đi vắng, mà nó cứ đi ra ngoài tối ngày à, đúng không? Ờ, nhưng mà bà nói là bà đi ra ngoài để làm thơ làm thiết gì với cái đám văn nghệ sĩ của bà mà. Thì đó, chết là chết ở chỗ đó đó. Em không biết là cái đám nghệ sĩ đa tình lắm hay sao, ai cũng bồ bịch tùm lum hết. Chị nhắc em mới nhớ nha. Em đọc báo á hả, thấy cái gì mà ca sĩ nè, diễn viên nè, cưới nhau rồi bỏ nhau hà rầm hà rạ. Ừ, thấy chưa. Mà cái tính con Trân á cũng đa sầu đa cảm lắm. Thế nào á nó cũng cặp kè dài ba anh cho coi. Ghê vậy? Ừ. Trời ơi, lễ ra mắt phim gì đâu mà chán muốn chết luôn.
Mới chưa tí xíu mà tôi buồn ngủ muốn chết luôn vậy đó. Cô Trân à, tôi nói cái này cô đừng có giận nha. Ừ, nói đi. Tôi thấy cô cũng nên thay đổi xíu đi. Dù sao đây cũng là nhà chồng, cô cứ đi hoài như vậy á, người ta nói không có hay đâu. Kệ tôi chứ, tôi á, tôi cũng quải cái nhà này lắm rồi. Ra ngoài như vậy có khi còn thoải mái hơn nữa. Nhưng mà cô làm vậy mẹ chồng cô lo lắng lắm á. Thôi đi, mẹ chồng tôi có thương gì tôi đâu à. Ừ, không phải đâu. Thực ra cô Tâm mà có la rầy cô á là chỉ muốn cô tốt hơn thôi mà. Tôi thấy á, cổ là mẹ chồng mà thương con dâu còn hơn con đẻ nữa. Với lại á, tôi thấy mẹ cô dạy đúng, cho nên cô chịu khó nghe lời đi. Chứ còn bây giờ cô cứ gây sự với mọi người như vậy á, rồi mai mốt á, anh Quy về, anh cũng khó xử lắm á. Thôi, tôi biết rồi. Tôi á, thì tôi sẽ cố gắng chịu đựng cho đến khi nào ảnh về. Alo, anh Hoàng hả? Bảo Trân hả? Anh nè, em đang ở đâu vậy? Cái gì vậy? Anh say phải không? Không, anh không có say. Anh chỉ muốn nghe tiếng của em trước khi anh đi về cõi Vĩnh Hằng. Trời ơi trời, anh nói cái gì vậy? Anh đừng có làm bậy bạ nghe chưa. Anh đang rất bình tĩnh à. Bảo Trân à, tình trong giây phút tình thành thiên thu đã Bảo Trân. Rỉnh biệt em. Anh Hoàng, anh Hoàng. Chết rồi, không được rồi. Chuyện gì vậy? Anh Hoàng đòi tự tử kìa. Bây giờ tôi phải đi cản mới được. Ê, cô Trân à, cô Trân đừng có đi. Tôi nghĩ là ông nói vậy chứ ông không có tự tử đâu. Thường là khi người ta dọa người ta không dám làm. Thôi không được đâu. Lỡ ông làm gì thì sao? Cô à, cô nghe lời tôi đi. Ông không dám làm đâu, ở nhà đi. Đừng có đi nữa, đi là xin chuyện đó cô biết không. Lỡ có chuyện gì rồi sao? Đừng có đi nữa, ở nhà đi ha. Thôi không được đâu, tôi không đi á, lỡ anh tự tử thì sao? À, lên rồi ơi, nhìn lên. Từ từ đi, trời ơi, từ từ nào. Xong chưa? Đổi rồi, rồi rồi xong. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy, có sao không? Ngồi lên, ngồi lên, ngồi lên. Trời ơi, cái gì mà say dữ vậy? Trời ơi, sao rồi? Đứng dậy, đứng dậy. À! Trời ơi, Hoàng ơi, anh Hoàng. Bảo Trần ơi, em đến với anh đi. Bảo Trần ơi. Trời ơi. Bảo Trân, ghê quá. Đừng bỏ anh mà. Bảo Trân, mở cửa. Ừ.
Dạ, Tư Quy nó đang đi tu nghiệp ở nước ngoài, làm sao mà kêu nó về liền được hả mẹ? Dạ lại, mẹ cũng nên bình tĩnh để nghe Bảo Trân giải thích đi mẹ. Còn gì mà giải thích nữa? Mọi chuyện nó rõ ràng như ban ngày rồi. Đúng là cái đồ đàn bà hư. Cô phải gọi thằng Tư Quy về đây làm thủ tục ly hôn ngay. Nhà này không có cái loại cháu dâu như vậy. Dạ, nội ơi, quan cho con lắm. Thật sự là con với anh Hoàng không có chuyện gì hết á. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi à nội, không như mọi người nghĩ đâu nội à. Giờ này mà cũng còn lớn tiếng nữa hả? Ngay từ đầu tôi đã đoán trước là cô không có tốt đẹp gì. Cô không muốn sinh con vì muốn tự do đi lại với nhân tình. Tôi có lạ gì? Thiệt, thằng Quy nhà này đúng là thằng mù để cho cô dắt mũi. Mẹ ơi, xin mẹ đừng nói vậy mà mẹ. Mẹ, Bảo Trân tuy nó sống hiện đại khác người, nhưng con nghĩ bản chất của nó không phải là người hư hỏng đâu. Con tin trong chuyện này có ẩn khúc gì đó. Mẹ cho Bảo Trân một cơ hội để nó làm lại đi mẹ. Mẹ, thôi mẹ, mẹ đừng có năn nỉ nữa. Cô còn dám lên mặt binh nữa hả? Con không binh, con chỉ tin nó thôi mẹ à. Cô giỏi lắm hả? Cô còn dám dạy khôn tôi nữa hả? Đúng là con dâu hổ hào. Cô dạy bảo con dâu cho nên nó không ra gì hết trơn trời. Mẹ, con biết con không phải là người hoàn hảo, nhưng mà con xin mẹ, có chuyện gì xảy ra ở trong nhà là mẹ cứ đổ trên đầu con, mẹ mắng nhiếc con thậm tệ, nhất là trước mặt con cái sao hả mẹ? À, vậy là từ nay tôi không dám nói động tới cô nữa. Tôi quên, hồi buổi này á, con dâu nó đặt đâu thì mẹ chồng phải ngồi đó. Mẹ, kìa nội, mẹ của con đâu có ý hỗn hào như nội nói đâu. Chuyện đâu còn có đó mà. Nội cứ bình tĩnh, hỏi rõ mọi việc rồi giải quyết cũng đâu có muộn đâu nội. Chứ bây giờ nội làm ầm ĩ lên như vậy á, có phải là ảnh hưởng tới sự nghiệp của thằng Tư Quy hay không? Bây giờ cả nhà này hùa với nhau mà ăn hiếp tôi phải không? Tôi biết rồi, tôi không có chịu cái loại cháu dâu như vậy. Kêu ba nó qua đây dắt nó về. Chị Trang ơi, xuống nội kêu nói cái gì kìa. Nghe em kêu không? Mở cửa. Dì Phụng. Cái gì vậy? Nội kêu lên kêu chị Trân xuống nói chuyện cái gì đó, mà em kêu nãy giờ không thấy mở cửa. Mở cửa chị Trân ơi. Trân ơi. Trân ơi Trân. Tưởng chuyện gì. Cô ấy làm như vậy á là để tránh gặp mọi người cho đỡ mắc cỡ thôi. Em không cần phải kêu đâu, mắc công á lại gây ồn ào cho người khác. Trân ơi, giận dỗi gì cũng phải lên tiếng chứ Trân. Sao em lặng vậy? Trân, xuống nội kêu ở dưới kìa. Chị Trân. Thì cổ thích một mình, rồi cổ thích được tôn trọng sự riêng tư mà. Thôi đi, em đừng có nói ra nói vào nữa, nghe chướng tai quá. Trân ơi, em nghĩ chắc có chuyện gì trong đó. Chị Trân ơi. Phụng, xuống lấy chị con phụ cho anh nhanh lên. Dạ. Trân ơi, Trân ơi Trân, nghe anh nói không Trân? Trân ơi. Phụng, nhanh lên. Trân ơi. Tới rồi.
Trân. Chị Trân. Trời ơi. Trân ơi. Trời ơi. Trân ơi. Em có sao không Trân? Thôi cũ anh Lận ơi. Trân ơi. Trời ơi. Chị Trân. Chị Trân. Có sao chị? Tại sao lại ra nông nổi như vậy em chứ? Em còn đứng nữa xuống báo mọi người kêu cấp cứu nhanh lên. Dạ. Trân ơi. Trân. Trời, Trân. Mình đâu có cố ý đâu. Trân. Anh Hưng à. Bác, chị trả lời tôi đi. Tại sao con gái tôi lại ra nông nổi này? Tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cho đến mức con gái tôi phải nghĩ quẩn như vậy. Bác à. Bác à, bác bình tĩnh đi. Thiệt ra là giờ này mà cậu kêu tôi bình tĩnh hả? Con gái tôi đang nằm ở trong đó, không biết sống chết ra sao. Thử hỏi tôi làm sao mà bình tĩnh được chứ. Tôi chỉ có một mình nó. Nó mà có mệnh hệ gì á, tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu. Anh à, tất cả là lỗi tại tôi. Dạ, tại tôi nóng vội, tôi rầy nó. Nhưng mà không biết sao, không biết tại sao nó lại nghĩ quẩn, tôi không biết nữa. Bác sĩ à, con gái tôi có sao không? Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mà chúng tôi cũng cần thời gian để theo dõi em. Tôi có thể vào thăm được chứ? Được, nhưng mà đừng để em nói chuyện nhiều. Dạ thưa bác sĩ, chúng tôi... À, bệnh nhân mới vừa tỉnh, hạn chế đừng vô thăm đông người, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, xin phép. Dạ cảm ơn bác sĩ. Mẹ à, mẹ đừng có lo quá. Bác sĩ nói vậy là yên tâm rồi đó mẹ. Bà mẹ, tự nhiên mà nhận lỗi với ông Hưng chi vậy? Rõ ràng là cô ta... Làm sao bây giờ con? Không lẽ bây giờ mẹ nói là... Tại vì Bảo Trân nó nói chuyện nó xúc phạm bà nội. Bà nội nổi giận, bà nội la nó, cho nên xảy ra tình trạng này. Làm sao mà mẹ có thể nói ra chuyện này được hả con? Tốt nhất là bây giờ hai đứa làm ơn yên lặng, giữ kín chuyện này giùm mẹ đi nha. Dạ thưa mẹ, hôm nay con họp mọi người trong gia đình để nói chuyện một lần cuối về chuyện của Bảo Trân. Cho dù mọi người có nhìn thấy cái gì đi nữa thì con tin là Bảo Trân nó bị tình ngay Lý Giang. Nếu không thì nó không quất ức tới cái mức mà phải đi tự giận như vậy. Út Phụng nữa, tại sao ban đầu con lại có ý định là nghi ngờ chị Tư hả? Mẹ, con có biết cái gì đâu. Tất cả là do vợ con nè. Nói chị Bảo Trân có bồ cho nên con mới nói với nội thôi mà. Không phải tại con nha. Thì con nghe chị Thủy nói sao thì con nói là y chang vậy với anh Phụng chứ bộ. Tại sao em có thể nói những lời vô căn cứ như vậy? Bảo Trân làm gì em mà em nói xấu cô ấy? Dạ. Dạ mọi người hiểu lầm rồi. Dạ thật ra thì con cũng nói vui thôi ạ. Dạ con cũng không ngờ là sự việc lại đến mức này. Con xin lỗi cả nhà. Những chuyện như vậy mà con thấy vui đó hả? Đó là danh dự của Bảo Trân. Con đem ra con làm trò đùa mà con coi được hả? Con làm cho mọi người nghi ngờ Bảo Trân. Con làm cho bà nội la mắng Bảo Trân mà con nói như vậy là con thấy vui hả? Dạ. Dạ con vô ý quá. Từ nay con sẽ không nói như vậy nữa. Em, anh không biết nói gì với em nữa. Chẳng lẽ em muốn cái nhà này lật tung lên em mới vừa lòng hay sao? Nội, nội ơi, lỗi này là do con. Nội thương con, nội bỏ qua cho Bảo Trân nha nội. Coi như là nội cho con một cơ hội để con sửa sai. Không biết cái gì mà tụi bay ráp lại mà tụi bay la con Thủy dữ vậy cả. Thôi thì bỏ qua luôn đi. Bảo Trân nó cũng là dâu con ở trong nhà thôi. Nhưng mà chuyện nó đến nước này rồi, ai nỡ làm khó nó. Thưa mẹ, nếu mà nói như vậy thì chuyện của Bảo Trân sẽ chấm dứt ngay từ hôm nay. Nhưng sẵn đây có mọi người, con cũng xin phép được nói với mọi người vài lời. À. Chuyện của Bảo Trân hôm nay, chúng ta rút kinh nghiệm cho những lần sau. Làm việc gì, người ở trong gia đình cũng cần phải có tình yêu thương. Đoàn kết mọi thành viên ở trong gia đình. Đừng có xăm soi, đừng có bêu xấu lẫn nhau như vậy. Mẹ có thể tha thứ lỗi lầm của từng người, nhưng nếu như người nào đó muốn phá hoại hạnh phúc gia đình này
mẹ sẽ không bỏ qua đâu đó. Con ráng ăn chút cháo cho mau khỏe đi con. Nha con. Con vẫn còn nghĩ tới chuyện cũ phải không? Thôi con à, mọi chuyện đã qua hết rồi. Con đừng nghĩ tới chuyện cũ mà ảnh hưởng tới sức khỏe nha con nha. Làm sao con không nghĩ được hả mẹ? Chuyện này tới tai anh Tư Huy thì con biết ăn nói sao với ảnh đây? Con à, con đừng lo. Mẹ đã dặn mọi người là không ai được nói cho Tư Huy biết hết mà. Nhưng mà trong thâm tâm mọi người không ai tin con hết. Con thật sự không có làm chuyện gì có lỗi với nội, với mẹ, với mọi người và cả anh Huy nữa. Con yên tâm đi, mẹ luôn tin con là một người dâu tốt. Không bao giờ con làm những chuyện như vậy đâu. Mẹ tin con thiệt sao mẹ? Tại sao mẹ lại tin con? Sao lại không tin con chứ? Mẹ tin con vì mẹ biết con là một cô gái tốt. Mẹ tin vì mẹ tin con trai mẹ. Mẹ tin vào sự lựa chọn của nó. Nó đã chọn ai thì người đó xứng đáng là vợ nó con à. Chị Tâm à, chị nói gì mà con Trân nó khóc dữ vậy? Những gì chị làm với nó chưa đủ hay sao? Nó mới vừa đỡ, chị đã lại vào đây tiếp tục mắng nhiếc nó nữa rồi. Dạ. Chị đã làm tổn thương nó đó. Lần này tôi sẽ đưa con Trân về nhà, không bao giờ cho nó bước về nhà chồng nữa đâu. Dạ dạ, anh bình tĩnh lại anh à. Ba ơi ba, ba hiểu lầm rồi. Không có chuyện mẹ chồng con mắng nhiếc và gây khó xử cho con đâu ba. Tất cả là tại con thôi à. Vậy chứ tại sao con khóc? Con yên tâm đi, lần này ba sẽ đón con về nhà, sẽ không ai dám bắt nạt con nữa đâu. Ba, không phải đâu. Lỗi là tại con. Tại con vụng về, không biết cư xử nên mới gây ra hiểu lầm như vậy. Nếu trách á, ba trách con trước tiên nè. Mẹ con từ đầu đến cuối bênh vực cho con hết đó ba. Đúng hay sai ba không cần biết, nhưng bây giờ ba muốn đưa con về nhà để chăm sóc cho con. Có như vậy ba mới yên tâm được. Ba, con cảm ơn ba. Con biết, con biết là ba thương con nhiều lắm. Con luôn làm ba lo lắng. Nhưng mà con xin lỗi ba, con không về với ba được. Tại sao vậy con? Con vừa trải qua một cơn sinh tử. Qua khỏi chuyện này, con nhận ra nhiều điều trong cuộc sống. Bây giờ con muốn làm lại từ đầu. Con thật sự muốn trở thành một người vợ đúng nghĩa. Ba, ba cho con ở lại sống với mẹ nha ba. Ủa mẹ. Thưa mẹ. Em lại đây con. Dạ. Cô chào nội, chào mọi người. À, con về vậy là tốt rồi. Mệt không con? Dạ. Em mới ra viện, còn yếu lắm, phải cẩn thận nha em. Ủa, chị về rồi hả? Mệt lắm không chị? Em rót nước chị uống nha. Em về thì chịu khó nghỉ ngơi. Nhớ sau này đừng có làm chuyện gì dại dột nữa. Dạ. Mà chị gan thiệt đó. Cả đống thuốc ngủ như vậy mà chị dám uống hết luôn. Làm cả gia đình sợ muốn chết luôn. Thôi, mọi chuyện đã qua rồi, mọi người không nên nhắc lại làm gì. Bây giờ mọi người phải quan tâm và chăm sóc nhau nhiều hơn nữa đó. Dạ. Để con ra mở cửa cho cô. Ừ. Ông là ai?
Cô là ai? Tôi hỏi ông là ai? Cô là ai? Tôi không là ai mà. Tôi là ai? Tôi là bạn của anh Hai Long ở bên Mỹ, là con của bà Tâm. Anh Hai Long có nhờ tôi gửi một số quà cho bà Tâm. Bà Tâm đâu? Kiếm bà Tâm hả? Yeah. Bạn Hai Long hả? Yeah. Bên Mỹ về hả? Yeah. Phải không ta? Yeah. Ủa, cô là ai? Vô duyên, nhà tôi mà. Oh. Anh đứng đây đợi đi, tôi vô hỏi bà Tâm đã. Không có được bước vô nha. Đứng im đó đó. Ủa, mẹ mình đẻ Út Phụng là hết rồi mà. Không lẽ đẻ thêm nhỏ lùn này? Nó là con rơi à? Cô ơi, ngoài cổng có người đàn ông nói là bạn của Hai Long ở nước ngoài á, mà tới đây để mang quà cho cô. À đúng rồi. Mấy hôm trước Hai Long nó có gọi điện về, nó nói là sẽ có người mang quà, người ta sẽ đem tới đây. Mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, rồi không có kịp nói với mẹ và các con biết gì hết. Có mỗi một thằng trao đứt tôn à, mà nó không bao giờ nó nhắc tới nội nó hết. Mẹ đừng có trách Hai Long, tội nghiệp nó mà. Nó điện thoại về mà khuya quá, mẹ đang ngủ con đâu có dám báo cho mẹ biết. Nó hỏi thăm mẹ nhiều lắm. Nó hỏi thăm coi bà già này chết chưa chứ gì. Không cần. Thôi mà nói. Con ra ngoài mời khách vô đi con. Dạ, để con ra mời ổng vô ha cô ha. Ừ. À, sao ông đi vô đây? Tôi đã cho ông vô đâu. Anh Hai. Anh Hai. Trời ơi. Con nhớ nội quá. Nội có nhớ con không? Nhớ nội không? Trời ơi, nhớ trời sao vậy? Là mẹ muốn đứt tiền chết cho mẹ vậy hả? Trời ơi, thằng cháu đứt tôn của tôi, nó nhớ con nhiều quá. Ôi, bây giờ mà nội thấy con mập mập nè, con bộ ngon à nha. Con ngon lành, con đẹp trai nữa. Con lên được mấy phao rồi đó. Vậy hả? Mẹ, sao về mà không điện báo trước cho cả nhà ra sân bay đón con? Đúng rồi. Con muốn dành cho mọi người một sự bất ngờ. Vậy hả? Như vậy nó mới funny, nó mới vui, đúng không? Đúng rồi. Con mặc đồ giống như là cao bội không? Giống á. Nè, anh Hai thành công rồi đó nha. Thấy nội với mẹ không? Mình muốn khóc luôn rồi kìa. Đúng rồi. Nội với mẹ. Mọi người, mẹ ơi, vậy mọi người nữa, con có mua quà cho tất cả mọi người nè. Có quà. Đây. Hai vợ chồng em được cái gì vậy anh Hai? Được, có hết. Có cái gì vậy? Wow. Đồ Mỹ. Hiểu quá. Cái này là nhân sâm Hàn Quốc. Con mới nhờ mấy đứa bạn á, mua từ Hàn Quốc về đem về cho nội. Hàng chính hãng đó nghe. Con tặng cho nội. Nội uống vô tốt cho sức khỏe lắm. Bác Hai ơi, cái này có trường sinh bất lão không? Không biết có trường sinh hay không, mà thí dụ như sau này con lớn lên bằng tuổi bà nội mà bà nội vẫn còn sống. Có đó con. Bà nội á, uống sâm này xong sẽ trường sinh bất lão, sống với cả nhà này hoài luôn. Nội cảm ơn Hai Long nha. Yeah, nội gấp lắm. Còn cái này con tặng riêng cho mẹ. Mẹ mở ra xem đi. Cái gì vậy mẹ? Wow. Trời ơi, giọng đẹp quá à. Anh Hai, chắc mắt lắm hả? Cũng được. Không đến nỗi lắm. Con à, mắc quá mẹ không dám đeo đâu. Đeo mà lỡ bể uổng chết luôn à. Mẹ à, nói như mẹ thì người ta buôn bán làm gì, không lẽ đem mấy mặt hàng ra trưng thôi sao? Mẹ cứ đeo đi, bể con mua cho mẹ cái khác. Ok. Rồi có quà cho tụi con nữa nè. Cái thơm nè. Cảm ơn bác Hai. Trời ơi, anh Hai, đúng là Việt Kiều về nước có khác nha. Cảm ơn anh Hai. Hết bao nhiêu quà này chắc là bộn tiền luôn hả anh? Của em hả? Không sao, chuyện nhỏ mà. Anh Hai, chuyện nhỏ như con thỏ luôn anh Hai. Yes, ha. Ok. Anh Hai, cho em hết này luôn nha. Chưa đồ cho anh Hai mặc nha. Nội vui không? Yeah.
Ủa mẹ, mẹ làm gì vậy? Mấy cái này mẹ để cho con. À, thôi thôi con, không cần không cần. Dạ. Để cho mẹ làm. Con đã đi một quãng đường dài mệt lắm rồi, phải nghỉ ngơi thôi chứ. Thôi mấy con kêu cô Mai vô phụ mẹ nha. Thôi thôi thôi, không cần đâu. Thật ra mẹ muốn tự mẹ làm mà. Đưa đây, đó cũng là niềm vui của mẹ mà. Mẹ nói sao vậy? Làm cực muốn chết mà mẹ nói vui gì mẹ? Từ hồi mà ba mẹ lấy nhau á, là đã dự định là sanh 4 đứa con rồi. Cho nên cái nhà mình lúc mới xây là xây riêng 4 phòng cho 4 đứa luôn. Đứa nào trưởng thành á, muốn ra ở riêng thì ở. Nhưng mẹ thì lúc nào cũng muốn tự tay mình chăm sóc 4 căn phòng này. Mẹ muốn các con biết là dù có đi xa tới đâu chăng nữa, nhưng mà khi nào các con cần một chỗ dừng chân hay các con mệt mỏi thì cứ quay về đây. Mẹ luôn chờ đón các con. Mẹ à. Bởi vậy, công việc này đối với mẹ có đáng cái gì đâu không biết. Mẹ không hề thấy nó vất vả. Mẹ hạnh phúc khi được chăm sóc, miếng ăn, giấc ngủ cho từng đứa. Mẹ biết không, con đi xa bao nhiêu năm nay, nằm biết bao nhiêu cái giường, nhưng mà luôn luôn cảm giác nó xa lạ sao á. Mỗi lần về đây, được nằm trong căn phòng này, tự nhiên con thấy lòng mình nó ấm áp sao đó mẹ. Dạ, chị tìm ai? Tôi kiếm anh David Long, hôm nay anh hẹn với tôi. Ừ. Chị chờ chút, em kêu ảnh nha. Ừ. Chào em. Ừ. Anh là David Long. Xin lỗi, ngại quá. Tại anh ở Mỹ mới về đó, cho nên đường xá không có rành, không biết đường, cho nên nhờ em qua nhà anh để mà đón anh đi chơi. Xin lỗi nha. Dạ có sao đâu anh, được gặp anh là em vui rồi. Từ khi quen biết trên mạng tới giờ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đó. Không ngờ nhìn anh ở ngoài còn đẹp trai hơn trong hình nữa. Cô gái nào cũng nói vậy hết á. Không, ai cũng nói như vậy hết. Xin phép em. Em biết không, hồi bên Mỹ á, anh đi làm suốt ngày à, lòng cứ luôn luôn mơ ước là khi mình làm xong á, rồi mình chạy ao về nhà. Không phải ngủ nha, mà là lên mạng chat với em, trò chuyện với em, cho nó đỡ buồn. Em là nguồn sống của cuộc đời anh đó. Thôi giờ vậy đi, để trả ơn cho em á, thì em muốn đi đâu anh dẫn em đi. Ủa, anh có biết đường đâu mà dẫn em đi? Không, không, ý em mới nói là ở đây mình có taxi mà. Em muốn đi đâu mình chỉ cần phóng lên xe rồi xe chà ào đi rồi. Dạ, dạ. Mình tới nơi mà mình thích á. Vậy mình đi liền đi anh ha. Ủa còn xe của em? Thôi dục đi. Quăng đi. Không, ở Việt Nam mà mình không xài tới nó thì mình phải làm sao? Mình đi gửi xe nha. Gửi xe. Xin lỗi, anh đi lâu quá cho nên quên cái chữ gửi xe. Chờ anh chút nha. Mai nói lại với bà nội và mẹ của tôi là tôi đi chơi, chắc không về đâu. Có thể qua đêm, ok. Em yêu, mình đi. Mình đi anh.
Đẹp má. Anh đừng có nói là thích mấy con nhỏ đó nha. Mấy con nhỏ này diện đẹp, chỉ để ngắm, chỉ làm đồ chơi thôi. Sao vậy? Trời ơi, mấy con nhỏ đó chỉ cặp với đại gia không hả? Nó cặp với mấy người đó chủ yếu là để môi tiền. Anh phải giàu thì anh mới đụng tới tụi nó được. Giàu cái nào? Tưởng gì? Tiền bạc đối với anh Hai chuyện nhỏ, ok. Anh Hai tính cua mấy con nhỏ đó thiệt á hả? Mẹ với bà nội dục anh lấy vợ. Anh cũng đang muốn tìm một cô. Tụi con gái ở Mỹ hả? Chảnh lắm, đòi hỏi giá cao lắm. Cho nên anh về Việt Nam kiếm một cô. Mấy con nhỏ này quen chơi thì được, nhưng mà cưới vợ thì hơi bị căng đó. Hồi còn bên Mỹ á, anh nghe tụi nó về nước nói con gái bây giờ dễ cua lắm. Tụi nó khoái Việt Kiều. Việt Kiều ở đâu á? Gái bù đó hả? Mà tuổi anh đâu cần phải qua đường chi nữa. Chỉ mong tìm một chỗ nương thân thôi. Kỳ này anh về Việt Nam, anh quyết định phải tìm được một cô để lấy làm vợ. Mà cô đó phải đẹp nha, phải sành điệu nha, mà xứng với anh. Ok, nếu anh Hai quyết định như vậy thì em sẽ dẫn anh Hai tới chỗ mà anh Hai cần tới. Đảm bảo anh Hai sẽ thích. Thiệt không mày? Thiệt. Đừng làm tao mừng hụt nha. Mình đi với anh Hai. Đi. Tính tiền em ơi. Tính tiền em ơi. Trời ơi, mấy đứa nhỏ mà nó biết á nha. Cô mà dùng máy tính cô chat á, không biết tụi nó nghĩ sao nữa. Trời ơi, con thấy á, thời buổi như vậy, mình phải như vậy mới là bà mẹ hiện đại chứ cô. Cô lên đây đi. Khoan khoan. Cô, khởi động máy đi cô. Rồi rồi. Đây. Rồi, bây giờ nè, cô lấy chuột vào chỗ này nè. Chỗ có mặt cười á. Rồi. Rồi, bây giờ nè, bây giờ cô gõ nét nàng dâu trẻ vô đi. Nàng dâu trẻ ha. Dạ. Con. Password là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi, đăng nhập được rồi. Trời ơi, cô là cô đã chat mấy lần rồi mà con cũng đã dạy cô hôm qua một lần rồi mà sao cô cứ lung ta lung túng gì không biết nữa à? Dạ không sao. Thiệt là mấy cái này nó phức tạp ghê đi, còn hơn là chuyện giải quyết gia đình mấy cô con dâu nữa à. Tại cô chưa quen thôi chứ vài lần là cô quen liền hả? Chắc cô già rồi, đầu óc không còn minh mẫn, cứ là nhớ đó rồi quên liền vậy hả? Không phải đâu cô, mấy cái máy móc này nè mình phải sử dụng nhiều lần mới quen được. Hồi trước con có biết gì đâu, con bên nhà chú Hưng á, xong rồi cô Trân cho con đi học, rồi có biết sơ sơ vậy nè. Sao lâu dữ vậy ta hả? Nè, đó cô, chị Trân ép nick cô rồi kìa. Cảm ơn con nghe. Hai bạn, mấy hôm nay bạn đi đâu? Sao không thấy online vậy? Mày đang có nhiều chuyện muốn chia sẻ với bạn lắm. Mình mới làm bài thơ hay lắm. Anh làm gì vậy? Đi cả ngày chưa đã hay sao? Về còn kiếm chuyện nữa.
Anh thấy em mới là người kiếm chuyện. Thấy chồng về mà không hỏi han được một tiếng nữa. Từ lúc chuyển về đây ở tới giờ, trước mặt mọi người thì em tỏ ra vui vẻ, nhưng về tới phòng thì em lạnh lùng với anh. Là sao? Em vẫn còn giận anh hả? Tại sao em lại cố chấp như vậy? Vậy anh biểu tôi phải làm sao? Vì anh mà mẹ con tôi phải mất nhà, mất cửa. Tụi tôi phải đi ở nhờ ở đậu, khốn khổ như vậy. Anh biểu tôi phải dịu dàng, vui vẻ với anh chắc. Nếu như mà anh tốt thì mẹ con tôi đã được nhờ. Còn em thì tốt hả? Em tưởng là anh không biết. Em lấy lòng bà nội để em mưu chiếm đoạt căn nhà này hả? Em tìm cách chia rẽ mọi người trong căn nhà này. Như vậy thì ai tốt hơn ai? Phải, đúng là tôi muốn chiếm đoạt căn nhà này. Nhưng mà tôi làm như vậy là vì ai chứ? Nếu tôi không vì anh, không vì các con, thì tôi làm như vậy để vì cái gì? Bộ tôi làm như vậy để vì cho bản thân tôi chắc. Em nói đúng, tất cả là tại anh. Tại anh vô dụng đã đẩy em và các con tới nỗi khổ sở như vậy. Mỗi lần nhìn thấy em lạnh lùng với anh, anh đau lòng lắm em có biết không? Thủy à, anh muốn chúng ta làm lại từ đầu. Anh muốn gia đình chúng ta phải êm ấm hạnh phúc như trước kìa. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Gì vậy em? Anh đúng là đồ vô lương tâm mà. Đến nước này rồi mà còn đi ăn chơi được nữa hả? Em nói cái gì vậy? Đi đi. Em làm. Đi. Em làm cái gì vậy? Em làm cái gì vậy? Anh biến em... đi. Uống rượu không say ta nào hay. Uống rượu không say đây đã quá đây. Đi đâu giờ này mới về hả? Đâu rồi? Nói nghe coi. Làm em ngồi đợi anh cả buổi tối buồn ngủ muốn chết luôn, có dám ngủ đâu. Phải bánh tráng để đỡ buồn ngủ nè. Ngủ trước đi, ai biểu đợi đâu. Trời, đợi anh cả buổi tối, giờ anh về anh kia em ngủ đi. Dạy em nó nghe nọ. Nói cái gì anh mệt quá. Gì đây? Cái này là sao? Anh mở mắt ra. Mở mắt ra coi. Cái này là cái gì? Chỉ là một tờ giấy thôi mà mệt quá. Một tờ giấy đúng rồi, nhưng mà cái này còn có son môi, có số điện thoại nữa. Của con nào đúng không? Giờ anh biết được, mệt anh quá. Sao không biết? Trong túi của anh mà. Ê, tha cho anh để anh ngủ mà. Không có tha gì hết. Vậy em nói nghe nè. Vậy đi mau lên. Anh hay quá hả? Anh đi ra ngoài chơi với con nào chán chê rồi, giờ về chơi chán vợ đúng không? Tôi đúng là khổ mà. Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà. Đi. Đi ra ngoài phòng. Đi luôn đi. Đi chơi với con nhỏ đó luôn đi. Đi chơi với con nhỏ đó luôn đi. Ủa, có chuyện gì mà mặt mọi người hình sự vậy?
Phải tối hôm qua hai đứa đi bia ôm phải không? Dạ. Đâu có đâu mẹ. Thủy và Lụa nói với mẹ là tối hôm qua hai đứa đi bia ôm tới khuya mới về. Bây giờ mẹ muốn hai đứa xác nhận có đúng như vậy không? Hả? Dạ không phải đi bia ôm đâu mẹ. Dạ tụi con đi vũ trường với anh Hai Long nè mẹ. Dạ đúng đó mẹ, có anh Hai Long làm chứng đó mẹ. Mẹ à, bình tĩnh, đâu có chuyện gì đâu. Mẹ ngồi nghỉ đi. Thật ra thì tối hôm qua tụi con đi vũ trường chơi. Hai đứa nói làm sao? Đi chơi với anh Hai hả? Vậy tại sao anh Hai về sớm mà hai đứa tới khuya mới về? Thì tại vô vũ trường á, mấy con nhỏ đó nó gặp ba lần với Út Phụng nữa, nhào vô, còn con anh Hai là hèn gì, mê mẩn quá. Đó, mê quá cho nên là quên cái đường về luôn đúng không? Hả? Đâu có đâu. Tụi anh chỉ ngồi nói chuyện chơi chút xíu thôi hả? Cái gì? Chút xíu hả? Không dám đâu. Mấy quỷ cái đó còn cho số điện thoại chồng em nữa kìa. Bộ tính hẹn hò tiếp nữa đúng không? Anh đâu có biết đâu. Tờ giấy đó trong túi anh đâu có biết. Nè, anh Hai mới về nước mà bà Đạt rủ anh Hai đi chơi bời hư hỏng như vậy. Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng. Mẹ mày biết thêm một lần nữa, đừng có trách mẹ nghe chưa? Tụi bay á, ăn vụng mà không biết chuồn mép. Đi chơi mà còn giữ số điện thoại con gái trong túi là sao? Ngu chưa từng thấy. Trời hết hồn. Cậu đi gì em đuôi vậy trời? Tôi nặng chứ tôi đi lại nhẹ nhàng lắm. Mọi người đã hết rồi. Dạ, bà nội đi chùa, cô Tâm đi mua đồ, bà Lân đi xin việc, còn cô Thủy đi làm rồi cậu. Giống học sinh trả bài thầy giáo quá ha. Vậy là chỉ có tôi với cô ở nhà hả? Dạ. Mai đẹp quá. Tôi thiệt với Mai nha. Ở bển không có cô bé nào có mái tóc dài mượt mà lại xuống tuột như là Mai đâu. Nhìn tôi cứ muốn gì? Muốn vuốt tuột. Cái gì? Tuột cái tóc của Mai xuống á. Trời ơi, cậu nói thì cậu nói cho hết ý đi chứ. Sorry nha, tại vì tôi ở bển lâu quá cho nên quên tiếng Việt. Tụi cái tóc á, cho nó đẹp. Gì cậu? Tôi thích Mai lắm. Nè, tôi nói cậu nghe chưa? Yêu cầu cậu nghiêm túc. Cậu phải nhớ, cậu là con trưởng trong nhà này đó. Thái độ phải đàng hoàng chứ. Ủa, ngộ không? Con trưởng ăn con thứ gì cũng phải biết ăn cơm chứ Mai. Tôi là vậy đó. Tôi sống rất là thoải mái. Tôi thích nè. Tôi thích Mai. Nè. Cậu phải nghiêm túc. Tôi là gái đã có chồng, cậu biết chưa? Mà em sao vậy? Thời buổi giờ á, nam nữ bình quyền. Đàn ông có thể chán cơm thèm phở, đàn bà có thể chán bánh canh thèm bún bò quế. Không sao. Trời, cậu nói gì vậy? Mai à, tôi thích Mai mà. Tôi thích Mai thiệt á. Cháy đâu? Cái gì? Hả? Mai ơi, cái mắt tôi chứ đâu phải cái miệng đâu mà Mai cho muối cái nước muối từ cái gì tiêu trời cãi quá trời ơi. Mai ơi Mai à, sao vậy con? Đưa mẹ coi cay quá. Trời đất ơi, sao mắt con đỏ que vậy nè con? Dạ hồi nãy cậu Hai Long sơ ý làm rất tiêu vô mắt. Trời khổ ghê, bởi tính bất cẩn mà. Đâu, đưa cho mẹ coi. Trời ơi, mắt đỏ quá vậy nè con. Dạ đúng rồi cô, bởi vì tiêu hay làm cay mắt mà con nói được không nghe. Tiêu tuy nhỏ nhưng mà nó cay lắm, lần sau cậu Hai nhớ cẩn thận nha cậu Hai. Rồi, ở đây đi, mẹ lấy nước rồi mẹ rửa mắt cho con nghe.
sao cô nói nhiều quá vậy? Vừa cướp vừa la làng. Thưa cô. Đáng đời anh. Tôi nhắc cho anh nhớ, lần sau phải cẩn thận á. Đáng đời lắm. Nè, lần này là hủ tiêu á, lần sau á là nguyên con dao á. Cô đúng là đồ độc ác. Tôi chỉ giỡn thôi mà. Cô cho ôm thì cho, không cho thì thôi. Làm gì mà hại tôi đau nông nổi vậy hả? Cái gì? Vậy mà gọi là đùa hả? Vậy gọi là giỡn hả? Nè, lần này là tôi cảnh cáo nghe chưa. Lần sau còn dám giỡn nữa, tôi á, tôi sẽ độc ác hơn cho anh coi. Người ta ở Mỹ hả? Người ta tán tỉnh yêu nhau, người ta nắm tay, nắm chân, thậm chí người ta hôn môi cũng chẳng sao nữa. Còn cô, ở đây, cô phản ứng như một kẻ tâm thần. Đồ điên, đúng là đồ điên. Nè, anh thích sống kiểu đó thì về Mỹ mà sống nghe chưa? Còn ở đây là Việt Nam nè, không phải muốn làm gì thì làm đâu. Đúng là đồ nhà quê, có một đời chồng rồi mà, còn mới mẻ gì nữa đâu. Ừ, tôi quê đó, nhưng mà ít ra tôi biết cư xử hơn anh chứ. Nói đi nói lại á, thì cũng bày đặt bao biện cho cái tính tháo sắc, tính dê sồn của anh thôi. Thật đáng kinh bỉ. Xong chưa? Nói đủ chưa? Bây giờ đây là phòng đàn ông, phòng của tôi. Cô vô đây cô nói chuyện xong rồi cô đi ra. Cô muốn gì nữa hả? Hay là cô muốn lợi dụng thân xác tôi hả? Hả? Đi ra. Anh bị khùng hả? Anh khỏi phải đuổi, tôi tự ra bây giờ nè. Tôi ghét cái loại đàn ông như anh lắm, cho nên á, mai mốt á, đừng có lợn giỡn trước mặt tôi nghe chưa. Đồ nhà quê, đồ tâm thần. Đi ra. Tụi nó cứ đi ra. Đi ra đi. Đi ra. Mẹ, mẹ vô đây. Con có bị mẹ, sao không con? Con đau quá. Rồi rồi rồi, để mẹ lo cho. Để mẹ rửa mắt cho con trai mẹ. Rồi, mở mắt ra con. Mở dữ lắm rồi à. Trời ơi, tội quá vậy nè trời. Ôi. Không giật mình ha. Đợi lâu không? Kỳ quá. Mình đi hát. Đào hoa như vậy à. Từ hôm mà nó về đây tới giờ đó ha, ngày nào cũng có một cô tới đón hết đó. Mà công nhận á, nhỏ này đẹp lắm chứ bộ nội. Ừ. Anh hai nhà mình tài ghê á. Ừ. Vậy là nội á với mẹ sắp có cháu dâu nữa rồi đó. Ta đang sốt ruột rồi nè. Cái thằng Hải Long nó đi hoài à, mà nó không có dẫn được một cô nào về đây giới thiệu chính thức hết á. Chắc là anh hai muốn lừa thật kỹ để vừa lòng nội đó mà. Đúng rồi đó. Con thì con đang lo đây nè. Tại vì mấy cô gái mà nó quen á, toàn là quen ở trên mạng không à, đâu có biết người thật giả ra làm sao đâu. Ủa, con nói mạng là cái gì? Dạ, mạng nó là một cái thế giới ảo trên vi tính á. Mà qua cái mạng này mọi người ta nói chuyện với nhau qua nick chat không à. Ha? Tại gì? Vì ở trên thế giới á, mọi người ta nói chuyện với nhau qua cái mạng này. Người ta có thể nghe giọng nói nè, người ta có thể thậm chí nhìn mặt nữa. Nhưng mà mình đâu có biết thật ra người đó xấu hay tốt như thế nào. Ủa, sao mẹ biết rõ vậy? Đúng rồi đó. Mẹ có chat nữa hả? Không không à, thiệt ra thì là bữa Hai Long nó về á, nó có nói chuyện với con, xong nó có giải thích. Rồi con nghe nó giải thích sao con nói lại như vậy, chứ con có biết chát chít gì đâu. Dạ. Trời, trời. Vậy mà con cứ tưởng. Nội, nếu như những cô gái đó đó mà là người anh hai quen trên mạng á, là nhà mình phải coi chừng đó. Nguy hiểm vậy đó hả? Dạ. Đúng đó nội. Nội biết không, tại vì nói chuyện qua mạng á, đâu có ai kiểm chứng đâu. À, nên những người chat với nhau á, hay nói dối về bản thân lắm. À, con chỉ sợ là anh hai nhà mình bị con nhỏ đó gạt thôi. Ừ, vậy hả? 99% là vậy rồi. Ừ, ừ. Mấy cái con đó
thấy anh Hai Long là Việt Kiều cho nên muốn kiếm chác, muốn lợi dụng. Còn nữa, có khi á, nó thấy căn nhà này ngon lành, bề thế quá cho nên sanh tâm. Khó nói lắm. Ghê quá à. Nguy rồi. Nếu mà thằng Hai nó bị mấy con mà dụ dỗ nó đó hả, thì mình phải chặn lại. Đúng rồi đó nội. Đóng cửa. Em chờ có lâu không cưng? Còn nói nữa, em đợi anh muốn mọc rễ luôn rồi nè. Yên tâm, em mà mọc rễ, anh bứng cái rễ bỏ vô chậu làm kiểm luôn nha. Sợ anh chưa kịp bứng á hả? Thì cái bà kia bà lấy sẻng bà xúc em đi mất tiêu rồi. Bà nào? Đó, bà đó chứ bà nào. Trời ơi, hồi nãy giờ cái mặt bà hầm hầm nhìn em làm em sợ muốn chết luôn à. Bà là gì của anh vậy? Tưởng ai? Bà này là bà chặn lửa, bị chồng bỏ, em lo gì? Thiệt không? Thôi, để anh đền cho em nghe. Trời, thấy ghê quá à. Anh không có chồng làm ghế gì? Không, nói bả kìa, bả làm em sợ quá à. Có, cái cửa nhà sắp hư. Thôi mình đi, đi đi. Thôi chết rồi, anh để quên điện thoại cái trên lầu rồi. Em chờ anh chút xíu nghe. Hả? Đợi nữa hả? Xíu thôi mà. Thôi. Thôi, chiều anh chút xíu đi. Chút nữa anh cưng nha. Hả? Lẹ nha. Em đợi á. Yên tâm, một giây anh ra liền. Không cần phải vô nhà. Tôi chạy ao lên trên đó lấy điện thoại. Chạy xuống đây, đóng cửa, ok. Đồ háo sắc. Đỡ hơn không có sắc cho người ta háo. Đâu rồi ta? Cái cây xà beng bữa đâu rồi ta? Bữa nay có cái đinh mặt mình khó chịu dễ sợ. Cái gì? Chị nói tôi là cái đinh đó hả? Tôi nói ai thì người đó phải tự hiểu chứ. Cho dù hả, tôi có mọc rễ đi nữa thì có liên quan gì tới chị đâu. Chị có quyền gì mà chị nói? Quyền gì hả? Bây giờ mình lấy quyền gì để ta? À, chị vợ chồng á mà mình ly thân như chia ly dị, cái đó còn gọi là vợ chồng không vậy chị? Cái đó là chuyện của anh chị, tôi chỉ là bạn bè thôi, tôi đâu có xen vô được. Nói gì kỳ không, trời ơi, thường bạn bè là phải quan tâm đến nhau mà. Cô biết vì sao vợ chồng tôi ly thân không? Trời ơi, cái chuyện nó dài dòng lắm. Mà đó cũng là nỗi khổ tâm của tôi nữa. Cô nghĩ thử coi, vợ chồng lấy nhau 3 năm rồi mà suốt ngày tôi đi đánh ghen không à. Mà ở với nhau được 1 năm, còn 2 năm kia. Ủa, vậy còn 2 năm kia chị ở đâu? Ở trỏng chứ ở đâu. Ở trỏng là ở đâu? Ở tù. Ở tù hả? Ở tù 2 năm. Thật ra là đáng lẽ ra tôi bị tạm giam có 3 tháng thôi, mà tại vì á, con quỷ mà tôi đánh ghen á, tôi lỡ tay tôi tạt nhiều axit chút thôi, mặt hơi gớm luôn vậy đó. Đâm ra nó đi kiện tôi mới ở tù 2 năm ấy chứ. Giờ mà tôi gặp con đó, chắc là nó không yên với tôi đâu. Nghĩ cũng tội ha. Nghĩ sao bây giờ, cái mặt vậy nè, lỡ tay tạt con trai axit, trời chắc thì gớm ha, sao dám ra đường. Chị hả? Em nói chị nghe nè, bây giờ em có việc em xin đi trước nha chị nha. Đi hả? Em xin phép. Thôi chị thôi, đi ở đây trước. Đi ở đây đi ở. Vậy đây còn gặp cậu Hai Long nữa. Ở đây thôi, đi. Chị nói với anh á là em có việc em xin phép đi trước nha. Thưa chị. Ủa đi em hả? Em chào chị em đi. Thôi đi đi. Em chào chị em đi nha. Lẹ đi em. Trời, đi lẹ đi, nhanh nha.
Không đến một giây nữa. Dạ, cậu đi chưa ạ? Đợi chút. Sao có máy vậy? Có thấy người yêu của tôi đi đâu không? À, cái chị hồi nãy hả? Người yêu của tôi. Cục cưng á hả? Không biết đi đâu rồi ta. Ý, có khi nào á người ta lấy cái xà beng, người ta xúc cái rễ, người ta mang lên xe chở về nhà làm cây kiểng không? À, cậu đi vui vẻ nha. Em đóng cổng. Em đóng cổng nha cậu. Nè, không có người ấy, tôi đi với ai? Đúng rồi, đồ đáng ghét. Mẹ ơi, con Hai Long nè mẹ ơi. Vô đi con. Dạ. Sao? Có chuyện gì không con? Dạ, con muốn... Con muốn mượn lại ít tiền bữa con gửi mẹ đó. Cái gì? Mẹ nhớ lần trước mày đưa con 50 triệu rồi mà. Hết rồi. Cái gì mà xài tiền như nước vậy con? Thì con cũng làm theo ý của mẹ đó. Con đang tìm cho mẹ một cô con dâu. Mình phải bỏ vốn thật nhiều thì mới mong câu được một con cá cá đẹp với mẹ. Nghe mẹ nói nè, những con cá đẹp nó chỉ biết bơi qua bơi lại làm cá kiển chơi thôi, chứ không thể nào nó có thể là làm bổn phận một người vợ, một người mẹ được hết trơn á. Trời ơi, bây giờ là thời đại nào rồi mà mày còn cái suy nghĩ lạ lùng vậy? Con của mẹ là Việt Kiều về nước, không thể nào lấy những cô vợ xấu xí quê mùa coi sao được. Phải đẹp, phải sành điệu, phải biết chơi thì mới xứng với con được chứ mẹ. Con sống ở Mỹ quen rồi, mà cái lối sống đó thì mẹ cảm thấy nó xa lạ đối với cái xã hội của mình bây giờ lắm. Mẹ cũng biết nói sao cho con hiểu. Mẹ chỉ mong sao con gặp được một cô gái thật lòng với con, và muốn cùng con xây dựng mái ấm gia đình thôi. Thôi, chuyện đó để cho con lo. Mẹ đừng lo gì hết á. Mẹ đừng nghĩ ngợi gì nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Con đã gần 40 tuổi rồi, còn nhỏ nhất gì nữa đâu. Nè, con bây giờ có trở thành một ông già lụm khụm chống gậy đi nữa thì con cũng vẫn là con trai của mẹ nha. Vậy thì mẹ phải sống thiệt là khỏe mạnh nha ha, để lúc đó con có già rồi mẹ cũng chăm sóc cho con ha. Còn lâu á. Muốn mẹ theo chăm sóc con suốt đời hay sao? Ok. Không, cái phần đó để cho vợ con lo, mẹ không có lo. Thôi mẹ nghĩ đi, con ra ngoài chút xíu. Với số tiền này con nghĩ cũng 10 cô con dâu đó. Cái gì nói vậy mày? Gì nói? Mà làm hết hồn à? Ôi, con cũng hết hồn à. Ủa, đem tiền đi đâu vậy? Dạ, không có trời gì. Ơi, tiền quá trời. Nội à, đi đâu đây? Tao vô kiếm má mày nói chuyện. Tao vừa vô thì gặp mày ra đó. Nè, chứ không phải mày đem tiền lại cho mấy con nhỏ mà cặn dài đó, với mấy con nhỏ mà mắt xanh mắt đỏ đó phải không? Nội ơi, nội nói kỳ quá à. Cái đó người ta gọi là thời trang, là sành điệu, là fashion, là quyến rũ chết người đó nội. Ghê ghê. Cháu nội của nội chết ở chỗ mắt xanh mắt đỏ đó nội. Bởi vậy mới hết tiền. Thôi bà nội, nội đây nói chuyện với mẹ con nha. Con xin phép phải đi tìm mắt xanh mắt đỏ đây. Trời đất ơi. Cái thằng. Còn cô, qua tôi biểu. Dạ. Tại sao mà cô biết mà cô còn đưa tiền cho thằng Hai Long để nó đi cung phụng cho mấy đứa gái mà đã mỏ? Mẹ à, thiệt là cô là mẹ mà không biết bảo vệ gìn giữ tài sản cho con mình gì hết trơn cái trời á. Mẹ à, con cái nó lớn hết rồi, con chỉ có cách là lựa lời khuyên giải nó thôi, chứ làm sao mà cấm cản được hả mẹ? Thằng Long nó quen sống ở bên Mỹ từ nhỏ, nó sống phóng túng quen rồi. Bây giờ làm căng quá, nó nản, nó ra ngoài nó ở, nó không muốn sống cùng mình nữa. Lúc đó thì con mất con trai,
Còn mẹ thì mất cháu đích tôn đó. Thôi, cô đừng có lý sự gì với tôi nữa. Tại vì cô không thương con, cho nên thấy nó đâm đầu vào chỗ chết mà cô cũng không cản ngăn. Mẹ à, Hai Long là con rứt ruột đẻ ra, làm sao mà con không thương nó được hả mẹ? Hậu quả đáng sợ nhất là con hồ ly tinh mắt xanh mắt đỏ đó, đó. Nó vô, nó tìm cách chiếm đoạt cái số tài sản đồ sộ của con Hai Long cho mà coi. Tài sản gì? Trời đất ơi, thì tiền của nó bên Mỹ đó, chứ đâu nữa. Con không nghe thằng Hai Long nó kể sự nghiệp hoành tráng của nó bên Mỹ đó sao? Hello, Mimi hả? Anh Hai Long nè. Nhớ sao không nhớ? Em nhớ anh Hồng chứ anh nhớ em muốn chết luôn à. Buồn quá à. Hả? Em mới gặp anh bây giờ hả? Được chứ. Ai thì không được chứ, Mimi của anh thì sẵn sàng. Anh hy sinh tất cả. Ok. Hả? Quán cà phê đâu bờ hả? Ok. Cho anh để coi 1, 2, 4, 5, 15 phút nữa anh sẽ có mặt liền ha. Không gặp hôn về nghe. Cứng. Ôi da, ôi mẹ, có sao không mẹ? Nói sao vậy? Mẹ sao vậy hả? Mẹ, cái gì vậy? Mẹ sao vậy mẹ? Có chuyện gì vậy nội? Đau bụng quá. Hả? Ủa, sao nội đau bụng hả? Nội té, mẹ mẹ xô nội. Mẹ? Mẹ, sao mẹ xô? Con xô mẹ hồi nào? Mẹ xô nội. Ôi trời ơi, mẹ xô nội té. Mà sao nội đau chân mà lại đau bụng hả? Ơi, mà đang có bụng. Vậy hả? Ủa, mà đang có đầu. Trời ơi, đâu có đầu nữa kìa. Bây giờ sao nội? Bây giờ sao? Bây giờ con chăm sóc bà nội. Để mẹ đi gọi bác sĩ nghe con. Để con gọi cho. Không, mẹ quen bác sĩ này, mới gọi lẹ hơn. Vậy sao nội? Thôi được rồi, bây giờ chắc nội chết quá. Nội đau chỗ nào nội nói con nghe coi. Đau đủ thứ. Đau tùm lum hả? Thôi được rồi, để con kêu con Trần xuống đây để lo cho nội nghe. Thôi, không được. Nó dâu mà đâu có lo bằng con. Con lo cho nội nhiều hơn. Còn con thương nội lắm. Thôi, con ngồi đây con lo cho nội. Đây đây, con ngồi xuống đi. Ủa, nội đau hả? Ôi da. Ủa, nội đau ngộ quá hả? Phải nhắc mới nhớ hả? Đau cái đầu. Nội đau đầu hả? Mày đừng có lo cho nội nha. Ôi da, đau bụng. Ôi trời, đau bụng nữa hả? Ngộ quá hả? Té mà đau đầu, đau bụng, không có đau chân. Ôi da, đau cái chân. Hả? Quá, chân rồi hả? Quá. Đau chân rồi hả? Con bóp chân cho nội đi. Để con kêu con chân cho nội nha. Con bóp chân nội vừa ý hơn chứ đừng kêu nữa. Con bóp rồi, chân rồi, rồi đi. Con ở nhà với nội được chưa? Đúng rồi, cháu cưng của nội ở nhà với nội. Cưng quá. Cục cưng của nội ở nhà lo cho nội nha con. Giỏi lắm. Cô giỏi quá à. Chán như con gián. Quái lạ thiệt. Sao dạo này mấy con gơ nó không chịu gọi điện thoại cho mình gửi đi chơi ta? Ngổ à. Chắc mấy em làm giá rồi. Có gì đâu, muốn chứng tỏ mình chứ gì. Thôi được, nếu như không gọi cho mình thì mình gọi cho mấy em. Có gì đâu mà khó. Đây, Lily, mắt to, da trắng nõn. Hôm nay đi chơi với anh nha. Gì kỳ vậy? Mấy hôm trước cậu đem mình như Sam mà. Giờ tắt máy, không nghe máy là sao? Chảnh với anh hả? Chảnh thì dẹp. Ở đây anh cũng không thiếu gì gái đâu nghe. Lily không được thì mình gọi cho Kiki. 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 Ủa, sao trong điện thoại không có Kiki ta? Kiki. Trời, quên. Sorry Cici nha. Tại cái tên trong điện thoại giống Kiki quá. Xin lỗi em nha, Cici mới đúng. Cái tên nghe thấy ghét rồi. Nhưng mà thấy kệ,
Không có cô này thì có cô khác, đi đỡ một bữa cũng được. Em này có bộ bình nặng hơn, tắt luôn máy, số máy không có thật mới ghê chứ. Dẹp luôn. Trời ơi, tại sao vậy? Lan Phương, Ngọc Mai, Mai Anh gì, tắt máy hết luôn là sao? Chuyện quái gì xảy ra đây? Để mình gọi con Liên coi sao. Có gì? Có chuông rồi. Anh chứ cũng phải có một người chứ. Nói đi em, nói đi, bắt chuông đi, bắt máy đi. Alo, em nghe đây. Alo, em hả? Anh đây. Tưởng em không nghe máy chứ. Hôm nay đi chơi với anh nha. Anh sẽ có món quà đặc biệt dành cho em đó. Tôi dàn xin anh đó, David Long. Anh để cho tôi yên đi. Tôi không muốn rước quà vào thân đâu. Tôi sợ lắm. Anh làm ơn tha cho tôi đi. Nè, 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 Ly. Cái kỳ vậy? Quái lạ thiệt nha. Không chịu đi chơi còn chửi mình nữa, còn gian xin mình nữa. Đủ đi. Yêu người, người nọ phụ ta. Phụ ta, người nọ quay lưng. Sao đành? Trời ơi, hay quá, ghi vô liền. Bảo Trân à? Dạ. Mẹ muốn nói chuyện với con chút xíu nghe. Con đang làm gì vậy? Dạ được được, mẹ nói đi mẹ. À con à, lúc này thơ của con bán chạy không con? Con á thì con không quan tâm doanh số lắm. Chủ yếu là xuất bản cho những người yêu quý và muốn thưởng thức thơ thực sự thôi mẹ. Ủa, mà sao mẹ qua đây mẹ hỏi con vậy thôi hả? Có chuyện gì không mẹ? Không có gì. Mẹ chỉ muốn nhờ con giúp. Vậy thôi. Mẹ ngồi đi. Mẹ ngồi đi rồi mẹ muốn nói gì thì nói. Nè mẹ, ngồi đi mẹ. Rồi, mẹ nói đi. Mẹ muốn con giúp chuyện gì đây? Con lúc nào cũng sẵn sàng hết á. Con à? Dạ. Mẹ đang cần gấp 20 triệu. Nhưng mà tới cuối tháng thì mẹ mới hốt hụi. Có thể nào con cho mẹ mượn đỡ được không? Để con về con xin ba con thử coi. Chứ bây giờ con cũng không có số tiền nhiều vậy mẹ. Con à, nếu mà làm như vậy phiền anh bên nhà quá. Mẹ ngại lắm con à. Có gì đâu mà mẹ ngại. Con á cũng đang định xin ba một ít tiền để đầu tư vô câu lạc bộ bạn yêu thơ của con. Nhưng mà chưa cần gấp lắm. Bây giờ con xin trước, xong rồi con cho mẹ mượn. Mẹ cứ coi như là mẹ giữ đó giùm con, xong rồi đến cuối tháng á mẹ đưa lại con ha. Mẹ cảm ơn con trước nha. Mẹ đừng có nói vậy. Con là con dâu của mẹ mà. Con á giúp mẹ vậy đâu có đáng gì đâu. Ủa mà mẹ cần chi nhiều tiền vậy mẹ? Mẹ nói cho con nghe chuyện này. Dạ. Nhưng mà con phải giữ kín, đừng cho ai biết hết nghe. Nha. Dạ, đợi con tí nha. Mẹ, làm gì mà bí mật quân sự quá. Đây, con ngồi xuống con nghe đây. Rồi mẹ nói đi. Thiệt ra thì không phải là mẹ mượn tiền xài cho mẹ, mà mẹ mượn cho anh Hai Long đó. Hả? Mẹ mượn tiền cho anh Hai Long hả? Ủa, chứ không phải con nghe nói anh Hai mang nhiều tiền về Việt Nam lắm sao? Khoe khoang giàu có, để cho khỏi ngượng vậy thôi. Chứ thiệt ra thì ở bển không có ai kèm cặp nó, học hành thì không tới nơi tới chốn. Đi làm công nhân, làm việc tối mắt tối mũi cũng chỉ đủ ăn thôi à. Đâu có dư giả đồng nào đâu con. Đã vậy, về đây lại còn ăn chơi đua đòi.
quen với mấy đứa con gái không ra gì hết á, cho nên xài sạch hết tiền đem về rồi phải mượn mẹ. Nó nói khi nào nó về bên Mỹ nó cài nó trả lại. Trời ơi, thì ra là vậy đó hả? Vậy mà bà nội lúc nào cũng nói anh hai mình giàu có lắm, còn sợ hả mấy đứa mà hả con gái bậy bạ đào mỏ của anh hai nữa chứ. Ừ thì nếu chiều nay không có em, ai sẽ đưa anh về? Trời sắp đổ mưa ngâu, sao em còn đứng đó? Hãy nói một lời, có phải anh giận em, có phải em giận anh? Ủa, tự nhiên hôm nay không đi chơi ngồi đây hát mình vậy anh? Có ai đi chung đâu mà đi. Mấy cô bồ anh đâu có tiêu hết trơn rồi. Mấy bữa trước em thấy ngày nào cũng tới đón ảnh hết trơn bộ. Lặng yên thinh thích và lặng yên mất tâm. Kỳ lạ thiệt á. Còn ba Lân nhóc Phụng nữa, từ ngày mẹ cấm tụi nó rủ anh đi chơi, hai đứa nó sợ lặn mất tiêu luôn. Anh rủ tụi nó đi đâu á, tụi nó cũng chẳng thèm đi. Đi một mình á, chán chết đi được. À, cái vụ đi vũ trường đó phải không? Em á, thấy vụ đó không có gì hết trơn á. Mọi người á, cứ làm quá lên không à. Đi vũ trường á, là để giải trí, thay đổi không khí. Đó cũng là cách tốt mà. Mọi người á, cứ gán ghép vô, đi vũ trường là ăn chơi, là sa đọa. Vậy đâu có đúng đâu, đúng không? Em cũng nghĩ vậy nữa hả? Ừ. Trời ơi, anh cứ nghĩ là trong căn nhà này ai cũng có những cái ý tưởng gọi là cổ hủ lạc hậu. Sao tự nhiên lại có một cô em dâu quá hiện đại vậy? Quá là gì ta? Quá tân tiến vậy? Trời ơi, bộ anh cho là ai sống ở bên Mỹ tiếp xúc với nền văn minh tiên tiến hiện đại mới nghĩ được vậy sao? Em nè, tuy là không sống bên Mỹ thiệt, nhưng mà em đi nhiều nơi, đúng không? Gặp gỡ tiếp xúc nhiều người, nên là em luôn bắt được kịp cái mức sống tiên tiến của thế giới. Oh, yeah, ok. Yeah. Anh chịu em rồi nha. Dạ. Em mà chịu suy nghĩ vậy anh cảm thấy rất là vui. Chứ nói thiệt với em nha, sống căn nhà này á, chung đụng toàn những người cổ hủ lạc hậu, anh cực chẳng đã lắm anh mới ở đây. Thích ở khách sạn hơn. Em nha, cũng cực chẳng đã mới ở đây. Tại ba em bắt em ở đây để học cách làm dâu. Thời buổi này mà còn áp đặt chuyện làm dâu là sao? Bởi vậy, mọi người đều có một cuộc sống riêng, cứ khuôn khổ phép tắc kỳ hoài, thiệt khó chịu quá. Bởi vậy, bây giờ cả thế giới đang hô hào, kêu gọi giải phóng, đòi quyền tự do. Vậy mà nhà mình đó thì hay, suy nghĩ thiệt là hay. Ơ, em làm gì vậy? Uống rượu. Em cũng muốn uống rượu nữa hả? Chuyện nhỏ. À, vậy thì mời em. Hai anh em mình cùng nhắm nhi. Vô vô, nhậu nhậu. Để anh xuống. Rồi. Rồi. Bây giờ làm sao? Bây giờ để anh lấy thêm cái ly nha. Thôi, khỏi đi. Bây giờ là mình chơi tác chiến luôn. À, anh là ly đi. Cầm đi. Em tu chai. Trời, chịu chơi quá ta. Ờ. À, nào. Thôi. Nào. Nói giỡn vậy thôi chứ anh em mình cùng xem một ly. Ok. Ok, vậy đi. Yeah. Lady first. Lady first hả? Yeah. 50. 50. Percent. Yeah. Thôi 50 trước đi, em 50 sau. Ngon, rượu ngon, chi kỷ, rượu ngon. Không nhậu, không biết mặt chi kỷ. Vô đi. Ờ. Mày vô. Chúng ta hãy vì cuộc chiến trường kỳ gian khổ, để chúng ta
hướng đến nền tự do và văn minh sắp tới ha. Vô. Vô, cạn ly luôn. Cạn luôn. Trời ơi, cố lên, cố lên. Trời ơi, anh hai hay quá anh hai ơi. Đây nè, cho một miếng nè. Thưởng luôn. Cảm ơn em nha. Trời ơi, miếng dưa không cắn, cắn tay em. Dưa màu đỏ nè, phải không? Miếng dưa đây nè ông nội. Ờ, xin lỗi, sorry, sorry. Anh hai, xỉn rồi phải không? Nữa. Anh mà xỉn cái gì? Nửa chai rồi nè, xỉn rồi phải không? Không có, anh còn biết em là Bảo Trân mà, đúng không? Em dâu của mày anh ngon. Mà, đúng không? Mày ngon. Ba. Không, xỉn rồi, đi về phòng ngủ liền. Đi về phòng ngủ, đi về phòng ngủ liền cho tôi. Thì giờ sao? Đi về phòng ngủ. Phòng ngủ hả? Rồi đi vô. Tôi mệt quá. Rồi. Đây thành phố ngàn năm phiêu bạc gió. Đây một ngày nắng chớp tận lòng nhau. Đây thành phố ngày ta đi gửi lại chút thơ tình trên tóc ướt mau khô. Đây giường ngủ tại sao không nằm ngủ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi anh ơi. Trời ơi, cái gì vậy, cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, bú, bú. Trời ơi. Hai Long. Hả? Dâu với con say xưa không biết trời đất gì hết là sao vậy? Hả? Tụi bay tiệt. Nội, Bảo Trân mà cứ thoải mái vô ý vô tứ, muốn làm gì thì làm như vậy á, là nhà mình loạn hết đó nội. Trời ơi, mày, mày. Nội, con có, tại anh hai xỉn á. Xỉn, xỉn cái gì trời, trời ơi, thiệt tình. Cái thằng tiếc là loạn hết rồi. Chị, chị, cây đinh mới mọc rễ. Ê, bữa nay tính mọc rễ trước nhà tôi nữa hả? Dạ, em đâu dám đâu. Hôm nay em tới nhà chị giúp em chuyện này. Chị làm ơn á, cấm chồng chị đừng có gọi điện thoại làm phiền em nữa. Cái gì? Chồng tôi gọi điện cho cô nữa hả? Dạ. Ê, tôi cấm nghe chưa? Tôi cảnh cáo đó, cô mà còn quyến rũ dụ dỗ chồng tôi đó là cô biết tay tôi nghe chưa? Dạ, chính vì em sợ ảnh cứ gọi cho em hoài làm chị hiểu lầm em còn níu kéo ảnh nên em mới đến đây nhờ chị giúp. Thật sự á, em không có muốn liên lạc với ảnh nữa đâu. Nè, nếu mà bây giờ cô thực sự muốn cắt đứt quan hệ với chồng tôi á thì cô cứ tỏ ra lạnh lùng vào, dứt khoát không nghe điện thoại gì hết á, tôi chắc chắn một hai bữa ổng không gọi cho cô nữa đâu nha. Dạ nha. Em biết rồi, thôi em chào chị em về nha. Nhớ 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 em nha. Về nha chị em. Nhớ mà. Em về nha chị. Nhớ nha em. Nhớ dạ. Nha lanh lung vào. Cô gan lắm, qua ngăn chợ rồi hả thì lại tước mình đi như con nhái. Vậy mà dám tự xưng là vợ của tôi, cô đến lấy cây tâm mà cắm vô cục mỡ hả? 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 Dạ, tôi... Tôi cái gì? Tôi xin lỗi. Nói gì? Cô nhìn lại mình đi, cô có mơ thì cũng mơ một mình cô thôi. Tại sao lôi tôi vô cả giấc mơ của cô? Ảo quyền. Người ở như cô, quê mùa dốt nát, ở chung là tôi đã muốn ở ra rồi. Xin là vợ tôi hả? Bích cửa đi cưng. Sao lại im lặng? Sao giải thích đi? Sao không nói gì hết vậy? Hả? Cô đang tính dự định từ một cái người ở mà bước lên làm bà chủ chứ gì, đúng không? Cô cũng tính toán mưu mô xảo quyệt quá ha. Vậy mà hôm trước làm bộ làm tình, làm như mình thanh cao lắm vậy, mới đụng vô chút xíu à. Mà tôi đề nghị anh phải nghiêm túc nha, tôi yêu cầu anh phải nghiêm túc nha, tôi là gái đã có chồng nha. Mà ối nè. Gì? Anh vừa vừa phải phải thôi nha, anh đừng có thấy tụi em mà làm tới nha. Anh tưởng là ai vậy hả? Quá đáng à. Nè, tôi nói thiệt với anh nha, tôi mà có muốn lấy chồng một lần nữa thì ít ra tôi cũng phải lấy người tài giỏi, chẳng hạn như anh Ba Lân chồng của Thủy á.
Hoặc là muốn lấy căn nhà này á, tôi cũng phải lấy ông phụng. Lấy ông làm cái gì? Bày đặt không à? Đàn ông gì đâu á, nhỏ nhen, ích kỷ nè, thực dụng nè. Đồ, đồ đàn bà. Cái gì? Cô đây đàn bà hả? Tôi men vậy mà tôi nói đây đàn bà. Cô đứng lại, đứng lại. Cô đứng lại, cô đứng lại. Cô đứng lại. Cô là cái ăn người ở, quyền gì cô xúc phạm đến tôi? Nói tôi là đàn bà hả? Tôi nói cho cô biết, nhà này thích mướn thì mướn, không mướn thì đi ra ngoài. Cô ra ngoài cho tôi. Được, anh khỏi phải đuổi, tôi tự đi. Tưởng là tôi thích phục vụ con người xấu xa nhanh lắm hả? Mày à, con không phải đi đâu hết á. Mẹ à. Hai Long à, sẵn đây mẹ nói cho con biết, cái chuyện mà Mai giả làm vợ con là do mẹ với bà nội bày ra đó. Cái gì? Cái gì đâu mà dính mẹ với bà nội đây nữa? Trời ơi, con không hiểu nổi tất cả mọi người. Trời gì mà ế quá. Cái gì à? Sáng giờ tới năm giao hàng hoài luôn nha, chẳng bù với em, chán muốn chết, không mà nào ghé hết trơn. Tưởng gì? Lai ra vài người thôi à. Mà bữa nay á, ngày gì chợ của mình á vắng tanh như chùa Bà Ranh vậy đó. Mày bán ế phải rồi. Ở nhà chán muốn chết à, ra đây tưởng đỡ hơn, ai nhàn chán hơn, chán như con dán luôn. Làm dâu nhà giàu lại được mẹ chồng thương, than chán gì mày? Thương gì mà thương bà ơi. Từ ngày á mà có hai bà chị dâu tôi dọn về ở chung á, mẹ chồng tôi á không có ngó ngàng gì tới tôi hết trơn á, toàn là lo cho hai người đó không à. Nhất á là bà chị Tư á. Bà chị dâu thứ tư? Có phải là cô Trân nhà thơ gì đó mà giận tôi quy không? Đúng rồi, bà đó. Nhà thơ gì mà không thấy làm thơ gì hết trơn á, suốt ngày để gây rối không à. Đời thuở nhà ai nhậu nhẹt sai xỉn, không biết trời trăng mấy nước gì luôn. Mà nhậu với ai không nhậu, nhậu với ông anh chồng, có chết người không? Vậy hả? Mà nghe nói thằng Tư Quy đi Nhật tu nghiệp rồi mà, đúng không? Đúng rồi, bởi vậy mới nói. Mà không biết á, có xỉn thiệt hay không. Hả? Hay là thấy chồng đi vắng rồi á, kiếm chuyện ngã ngớn với ông anh chồng. Mà ông Hai Long nhà em á, cũng có vừa gì đâu nha, dân chơi thứ thiệt bên Mỹ đó, có biệt danh á là Long Béo Cali. Ý lộn, Long Béo Cali. Long Béo Cali. Long Béo Cali. Trời ơi, thiệt hả mày? Cái chuyện đó nghe rùng rợn quá mày. Hai người đó không biết làm chuyện gì, không ra gì hết trơn á, khó chịu. Mày nhìn mày thấy khó chịu hả? Mà thiệt chuyện đó không? Thiệt. Ghê quá mày. Hả? Thiệt thiệt. Thiệt không? Thiệt. 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 Trời ơi. Nè, nè, nè. Em cũng rảnh quá ha. Ha, ha. Buôn bán thì không lo buôn bán, ở đó bà tám nhiều chuyện, em có hơn gì người ta đâu mà nói. Hả, hả? Đem chuyện trong nhà ra bêu réo cho người ta biết. Cái chuyện này á mà tới tai mẹ, tới tai bà nội á thì em không có yên đâu đó. Em chỉ nói sự thật thôi mà. Chuyện này á chị Trân sai đứt đua con nằng nọc luôn rồi, đúng không? Đúng sai kệ người ta. Em mà đem chuyện người ta sầm xì bàn tán tới tai anh một lần nữa là chết cho anh nghe chưa? Nghe không? Mệt quá. Ê ê ê, chuyện đó thiệt không mày? Thiệt không? Trời 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 trời, chưa đi đó hả? Đi đi, làm dữ vậy? Đi đi, làm dữ vậy? Trời ơi, đồ bà tám. Ê, lộn rồi, tao thứ năm. Ôi trời trời. Đúng là một lũ nhiều chuyện. Chị ơi, vô quầy hàng chị ơi. Anh ơi, vô quầy hàng. Chị ơi, vô quầy hàng đi chị. Sao kỳ vậy ta?
Mẹ, bà nội, chuyện này rốt cuộc là sao? Mọi người giải thích đi, con bực quá rồi. Nội thương con cho nên mới làm vậy thôi. Cho mấy cái con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ đó hả? Nó chỉ đeo bám, nó săn đuổi con, chỉ vì muốn đào mỏ con thôi à, chứ đâu có yêu thương gì con đâu. Nội không có muốn con bị lợi dụng cho nên mới bàn với mẹ con để nhờ con Mai nó giả làm vợ con để dẹp mấy cái đứa mắt xanh mắt đỏ đó đi nè. Không nè, tiền bạc tài sản của con công sức khổ sở của con mới tìm ra được nó, đâu có dễ dàng gì mà lọt vô tay của mấy đứa không ra gì đó đâu. Long à, phải chọn một cô gái khác xứng đáng để cưới làm vợ. Mấy cô đó mẹ thấy không được Long à. Đó, rồi giờ anh nghe rõ chưa? Cái chuyện này á là bà nội với cô Tâm năn nỉ tôi mới làm, chứ bộ anh nghĩ là tôi muốn làm vợ lắm hả? Tôi nói thiệt với anh á, tôi chán đàn ông lắm rồi. Đàn ông toàn là thứ bạc bẽo háo sắc thực dụng không à. Cô nín đi. Bà nội với mẹ kỳ lắm, lúc nào cũng vậy à. Con lớn rồi, cứ lúc nào cũng xí vào chuyện tình cảm riêng tư của tụi con là sao? Bực mình quá đi, con chán căn nhà này lắm rồi đó. Thôi được rồi, nếu bà nội và mẹ muốn vậy phải không? Được, con không ở cái nhà này nữa, con về Mỹ. À, Long, con à, Long con... Chết rồi. Bây giờ tìm cách nào để giữ thằng Long nó ở lại đi. Cái bộ kỳ này nó giận dữ lắm mà nghe. Nó đi thiệt á, nó đi qua bển nó ở luôn, bển này nó không về nữa đâu. Dạ, con cũng chưa biết tính sao nữa mẹ à. Có gì đâu mà nội, bây giờ anh Hai Long mình á là thích phụ nữ xinh đẹp, thì mình cứ tìm một cô gái thật xinh đẹp cưới cho ảnh là chắc chắn anh ở lại hả? À ha. Cái thằng Long này nó khoái vợ đẹp lắm á. Bây giờ cái mình nói láo nó, bây giờ mình đã chọn được một cô vợ thiệt đẹp rồi, thế là nó hết giận ngay chứ gì á. Cũng may vậy mà nó hay quá, hiểu thằng Long ghê. Mẹ đi với con, đi với con mẹ. Ủa, nội với mẹ có chuyện gì vậy? Con ơi, con chơi thân với thằng Long á, con vô con khuyên nó giùm đi, cho nó đừng về Mỹ mà nó ở lại Việt Nam đi con. Đi đi. Dạ, con khuyên nó nha. Dạ. Anh Hai, tính giờ rồi đi đâu vậy? Định bỏ em và cả nhà về Mỹ phải không? Anh hết chịu nổi những người sống trong căn nhà này rồi. Không thể nào sống chung với những người mà không bao giờ tôn trọng quyền tự do riêng tư của người khác vậy hết. Nè, phải anh giận chuyện bà nội với mẹ nhờ chị Mai giả làm vợ anh phải không? Ủa, em cũng biết chuyện này nữa hả? À, có phải bà nội với mẹ kêu em vô đây để khuyên anh ở lại Việt Nam phải không? Nếu vậy thì thôi khỏi, em thừa biết tính cách của anh mà, hả? Trời ơi, em định khuyên gì đâu. Nhưng mà anh đừng giận bà nội nha. Thật ra anh hiểu lầm bà nội rồi đó. Nè, bà nội làm như vậy á, chỉ muốn anh cắt đứt quan hệ với mấy con nhỏ ăn chơi đó thôi. Lần này á, bà nội tìm cho anh á một cô gái giàu có, xinh đẹp, nết na để họ cưới cho anh rồi đó. Ủa, vậy sao anh không nghe bà nội với mẹ nói chuyện này đâu? Trời ơi, bà nội với mẹ muốn làm cho anh bất ngờ nên mới âm thầm lên kế hoạch vậy đó. Ai ngờ đâu anh tùm lum gì nè đó. À, thiệt không? Rồi cô ta là ai? Cô ta tên gì? Ở đâu? Giàu có nào? Có đẹp không? Trời em ơi, đừng có lừa gạt anh nha. Em gạt anh á thì ít nhất giữ anh được một hai ngày là cùng chứ gì, đúng không? Cô gái mà bà nội định hỏi cưới cho anh á tên là Phượng, con của ông bà Tám, ở chung xóm với mình nè. Nhà giàu lắm nha anh. Nội á muốn anh lấy vợ giàu, ở Việt Nam sống sung sướng hơn, khỏi về Mỹ làm gì cho cực khổ. Thương anh quá còn gì nữa. Đẹp mà còn giàu thiệt hả? Ừ. Thiệt không? Bà nội chọn, anh khỏi lo. Bà nội định á, ngày mai á
dẫn tới nhà Phượng coi mắt đây nè. Anh gặp là biết liền. Anh khỏi cần phải hỏi em là dốc hay thiệt. Thôi được rồi, anh tạm thời tin em. Nè. Chơi này vui á. Rồi đánh này nha, thiệt nha. Đánh thiệt đi. Anh đánh khoái ai lụm á chứ anh không thích lụm. Anh hay hay quá ha. Rồi. Ê, anh ai lụm đi. Ủa mới về hả? Lên thay đồ đi, xuống quýnh cho vui. Đúng rồi đó. Sảng khoái lắm á. Đang buồn à, đánh lên xong hết buồn luôn á. Trời ơi. Tiếp nè anh hai. Tiếp này để đánh cầu hả? Hả? Ý, anh hai thua rồi, lụm đi. Để đi. Anh bắt em lụm hoài nha. Nè chuẩn bị nè. Em lụm nữa. Lụm hoài vui. Cho anh lụm nè. Gì vậy? Nghe nè. Cái gì vậy? Anh ra anh coi cái bà chị dâu yêu quý của anh đi. Nhậu nhẹt á, với đánh cầu lông với ông anh hai á thì giỏi. Mà bếp nút nè, lạnh tanh như chùa Bà Đanh vậy đó. Ngày hôm nay không có ai ở nhà, em đã dặn chị Trân là phải ở nhà nấu cơm để tối mọi người về ăn cơm. Vậy mà giờ vậy đó, chịu nổi không? Lên nhà, tiếp nha. Ủa, gì vậy? Chết rồi anh ơi. Cái gì vậy? Cái gì nó bay vô mắt em? Sao vậy? Trời ơi, chết rồi. Đây, 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 đây. Vào đây, vào đây. Ây da. Bây giờ sao? Bụi bay vô mắt em rồi. Anh làm sao? Ây da, đau quá. Anh lấy miệng anh thổi giùm em đi. Lấy miệng thổi hả? Ờ. Không sợ hả? Thổi đại với kệ nó. Ờ. Mạnh lên, mạnh lên. Ờ. Gì vậy? Lại đây, lại lên. Lại đây nhanh lên. Nè, không được nói chuyện này cho ai biết nghe chưa? Để từ từ anh nói chuyện với A Long. Mời bác chứ mời chị uống nước. Dạ, cảm ơn. Rót cho cháu đi. Dạ, con chào cô. Con chào bà. Dạ em chào anh ạ. Cháu uống nước đi. Nè. Dạ. Con thấy cô Phượng đó, cô lễ phép chu đáo chưa? Rồi, không có đẹp. Biết rồi. Dạ, ở chung khu phố mà không biết gia đình anh chị ở gần đây quả dạ. Là thiếu sót quá. À, cháu Phượng hiện đang làm gì vậy anh? Dạ thưa với bà chị, cháu hiện là huấn luyện viên Tây Quân Đô á. Đã mấy lần đi dự thi quốc tế rồi đó. Rồi có 2 lần hạ được 2 võ sĩ Hàn Quốc bự cỡ cháu á. Nội, con gái mà học võ thuật cứng ngắc như đàn ông. À, nói nhỏ nhưng mà bác nghe được. Thấy vậy chứ học võ là để phòng thân. Vậy mà đâu có ai dám tấn công nữa đâu. Đó, vậy mà tính tình nó dịu dàng, nữ tính lắm. Nói thiệt với Thiêm, nói thiệt với bà chị, với cháu nghe. Hiện tại hai vợ chồng tôi chỉ có mình nó là con thôi.
Cho nên á, muốn cho nó kiếm được người chồng tử tế để cho nó được yên bề gia thất vậy mà. Rồi sau này nhà cửa đất đai sẽ giao lại cho hai vợ chồng nó quản lý. Tụi tôi có mua căn nhà bên Phú Mỹ Hưng á, sau này nó thành vợ thành chồng sẽ giao cho vợ chồng tụi nó luôn. Dạ cũng có mấy người đi hỏi rồi, nhưng mà tại vì vợ chồng tôi không có yên tâm gả gái cho người ta. Vợ chồng tôi biết là nhà chị Tâm á, là nhà tử tế đàng hoàng. Dạ. Chị Tâm đây là giáo viên nữa, cho nên vợ chồng tôi ưng lòng lắm, sẽ gả cho cháu nó. Chuyến về Việt Nam lần này thì con thấy con muốn cho mẹ với bà nội yên lòng, cho nên con phải cưới vợ thôi. Và chắc là con với Phượng á, có duyên á, cho nên nay mới gặp nhau đây. Con nghĩ là chắc chừng nào cưới hả bác? Phượng à, ý giáo làm sao hả? Dạ con. Chị yên tâm, con gái tôi á, nó ngoan lắm chị. Cha mẹ đặt đâu là nó sẽ ngồi đó, nó không dám cãi lời đâu. Dạ đâu có được, đám cưới là chuyện quan trọng, là chuyện của tụi nhỏ, phải để cho tụi nhỏ nó suy nghĩ rồi quyết định kỹ càng. Chủ yếu á là cưới được người tử tế, còn tình cảm á thì nó vun đắp mấy hồi. Giờ con chịu rồi hết rồi phải không? Con chịu hết rồi. Vậy thì mình chọn ngày tốt làm đám hỏi luôn. Dạ nếu như con Phượng được làm dâu bên nhà thím á, bà chị đây, thì vợ chồng tôi an tâm lắm à. Dạ. Dạ đúng rồi đó, con nghĩ con với Phượng cũng có duyên. Mời cả nhà ăn tự nhiên. Dạ con mời bà, mời cô. Em mời anh. Cảm ơn nha. Con à, mẹ có chuyện muốn nói với con nè. Con quyết định con cưới con Phượng thiệt hả? Ủa, không phải là cái chuyện cưới hỏi này do mẹ với bà nội sắp xếp xong xuôi sao? Sao giờ hỏi con? Tại mẹ thấy hai đứa chưa có tình cảm gì với nhau, tự nhiên cưới nhau liền, nó làm sao á? Sớm hay muộn gì cũng vậy thôi mẹ ơi. Con đâu thích Phượng đâu, xấu cái mồ, đã vậy còn bị béo nữa. Con đã béo rồi, con sợ béo lắm, mà béo hơn con nữa. Nhưng được cái là nhà cổ giàu, với lại đi cổ có được căn nhà bên Phú Mỹ Hưng là con thích rồi. Với lại được cái ngoan ngoãn, dễ thương, biết nghe lời, cứ vợ vậy là tốt chứ mẹ. Sau này con muốn làm gì làm, cô không có ý kiến cái cò gì hết. Nội ha. Long à, đừng nên có suy nghĩ như vậy. Con chỉ nên cưới một người mà con yêu và người đó cũng phải yêu con. Như vậy thì mới có thể đồng cảm và chia sẻ với nhau rất là nhiều thứ. Sống như vậy mới có hạnh phúc chứ con. Con à, con đã không thích thì đừng có ép mình phải cưới nó, như vậy khó có hạnh phúc lắm. Nội, má thằng hai nói tôi nghe không còn được cái lỗ tai rồi nha. Nhà con Phượng nó giàu có, cái cháu mình được lọt vô làm rể đó cũng như chuột xa hũ nếp. Ở đó còn lăng tăng gì đó mà cứ được gì giàu nội cũng nhờ được. Yeah. Cái Long à. Dạ. Bây giờ nội coi ngày tháng hết rồi, tụi con á với tụi nó thì hợp nhau lắm, cưới nhau á là giàu ghê lắm, con nhất định phải lấy con Phượng. Con xin nghe lời nội. Mẹ à, con thấy cứ để từ từ cho hai đứa nó tìm hiểu nhau, ít nhất cũng phải vài tháng mẹ à, chứ quyết định vội vã rồi sau này có hối cũng không kịp nữa. Thôi con đừng có bàn ra bàn vô gì rồi nó xui lắm. Trời ơi, nó là cái thằng cháu đức tôn, cứ hỏi nó là cái chuyện đó là chuyện của tôi, con không thích thì đừng can thiệp vô. Lâm. Dạ. Đưa nó lên phòng. Dạ. Thank you.
con có chuyện này không biết có nên nói với mẹ không nữa. Nếu mà không biết thì đừng có nói. Con không còn chuyện gì khác ngoài cái chuyện đi nói xấu người khác hả? Trời, sao tự nhiên văn miễn vô con vậy? Con sao vậy? Hả? Con có biết là con làm cho bên nhà dì Bảy sùm ở bển lên á. Con nói sao mà vợ thằng Hai Sơn á đi ghen tùm lum tà la ở bển kìa. Ủa, con có nói gì đâu. Thì con nghe là bà Năm bán chén á, thấy con trai của dì Bảy đi mua đồ của nít, cho nên mới nghi ngờ là con trai của dì Bảy ngoại tình rồi có con với người ta. Thì con nghe là sao, con về con nói vậy với dì Sáu với thêm ba y chang vậy thôi, chứ đâu có thêm bớt từ nào đâu. Trời đất ơi, vậy mà nó không chịu là nói xấu nữa. Nói lại với dì Sáu, nói lại với thêm ba. Con ơi, con gây đại họa rồi đó. Sao kỳ cục vậy? Con có biết là từ cái miệng của con á, mà một đồn mười, mười đồn trăm, bây giờ nó trở thành tai họa bên nhà người ta đó. Từ ra sắp tới là bỏ cái tật bà Tám nó đi, nghe chưa? Mẹ, mẹ nói cứ như là con xấu xa hiểm độc lắm vậy đó. Chẳng qua là con thẳng tính, con bộc trực, cho nên người ta ghét con thôi. Mẹ không thương con, không binh con, còn đứng về phía người ta là con nữa. Mẹ chỉ nhắc nhở con thôi, chứ có mắng có nhiếc gì đâu mà con nói giọng vậy. Rõ ràng là mẹ khắt khe với con, mẹ tìm mấy cái lỗi nhỏ 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 của con để làm tình làm tội con mà. Con khổ quá. Lụa à? Dạ. Con nói chuyện với mẹ vậy hả con? Em à, em chờ anh có lâu không? Anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì mà em buồn vậy? Anh Lâm à, em xin lỗi. Em sắp lấy chồng rồi. Anh biết sớm muộn gì, em cũng nói với anh vậy mà. Ba má của em trên nghèo đúng không? Nên cũng muốn gả em cho anh chứ gì. Anh còn biết cái người đàn ông mà em định kết hôn là anh Hai Long, con của bà Tâm ở cùng xóm phải không? Phượng à, tụi anh không có gì hết, nhưng yêu em thật lòng. Còn anh Hai Long á, tuy mang tiếng là Việt Kiều, nhưng mà nghe đâu á, anh cũng chỉ là công nhân thôi, mà giờ đang lãnh trợ cấp thất nghiệp ở bên đó, nên mới về Việt Nam. Em à, đừng có nên chạy theo những ảo ảnh xa vời đó mà đánh mất tình yêu của tụi mình nha. Sao cũng được hết. Ba má em rất muốn đi Mỹ, nên em chỉ còn cách lấy anh Hai Long để vài năm nữa bảo lãnh ba má em theo. Em xin lỗi anh, em không còn cách nào khác. Phượng, Phượng à. Có chuyện gì hả? Sao chị Phượng chạy khóc quá trời vậy? Mắc mớ gì tới cô? Sao cô nhiều chuyện quá vậy? Trời đất ơi, tôi đâu có nhiều chuyện đâu, tôi chỉ quan tâm tới thôi mà. Mà có chuyện gì vậy ta? Thank you.